Đây là bài tập thở nước. Rồi, được. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi, bây giờ là mình sẽ không có dùng cái động tác để tác đập chân gì hết nha, thả lỏng toàn thân. Hai chân kép lại, rồi bắt đầu. Hai tay xét. Hết sệt. Không, không, cầm như gì luôn. Rồi. Đúng rồi. Rồi thả tay luôn, thả tay tự nhiên, thả tay tự nhiên. Rồi được, co gối đứng dậy, co gối quạt tay đứng dậy, quạt tay đứng dậy. Đúng rồi, giỏi. Đây là bữa học đầu tiên của anh Cường. Rồi bị lái, bị lái. Rồi, ok. Bữa đầu của anh Cường. Cố gắng lên. Hai đẹp nữa. Oh, quá là ok. Thở nước liền, thở nước liền, không có thở trên bờ, thở nước. Rồi 10 lần nữa về. Xuống.